Hello, hello. Chào mọi người. Sau đây mình giới thiệu cho mọi người con game Diablo 2. Thì sau đây là mình sẽ vào game để chơi nào. Thì mới đầu nó sẽ vào một cái như này thì mọi người kệ nó nhé. Đây là nó chỉ là đánh lừa thị giác thôi, không có cái gì hết. Thì vào đến phần này thì mọi người sẽ lập cho mình cái tài khoản, lập cho mình cái tên vào đây nhé. Rồi, mình sẽ lập cái tên này. Kênh giải trí tổng hợp đi. Yêu kênh giải trí tổng hợp. Rồi ok, sau khi mình lập xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình vào nào. Đó. Mọi người để mạng ở máy được, là mạng ở máy được nhé. Thì vào đến đây thì mình sẽ phải dùng cái điều khiển nhân vật rồi. Sau khi mình bấm xong thì mình sẽ tiến hành mình đi thôi. Đây trên này là map này, đây là ba chấm này là chỉnh nhạc, chỉnh tiếng, chỉnh các cái thứ này. Còn phần này là phần video này. Đó, để chất lượng tốt hay xấu này. Đó, con cha luôn đi. Đó, đây là phần map này. Còn đây là phần điều hướng này. Còn mọi người muốn bấm lên nhạc này. Đó, nó có 3 cái này cho mọi người chọn luôn. Cái gì này. Còn mình làm vừa một tí là nó cạn rồi. Đó. Bắn tên nhé, mình bắn tên cho nó. Tránh xa cái bọn động vật này này. Mày này. Đó, đây là map này mọi người này. Đấy, mở quan tài ra xem có nhìn trong. Trong game này cốt truyện khá là sâu luôn. Đó, mình ăn cái này mình lại đầy được cục máu à. Đấy, thích thì dùng cái này đập nhá. Tốt nhất là cứ dùng tay dài mà bắn mọi người. Còn đây là các cái điểm chỉ số để mọi người cộng nhé. Game này siêu hay luôn. Nói chung là giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Con game này khá là đình đám luôn mọi người nhé. Vì sao mà mình vẫn chia sẻ cho mọi người những các cái thể loại game kiểu thế này? Vì những game kiểu thế này cũng khá là hay ho luôn. Đó, mình không biết nhặt thế nào luôn này. Mình gà cái nút nhặt này quá. Bấm vào cái này thì lại được. Vận công. Vận công cái này thì bị tốn mana. Bắn này để lấy mana lên nhé. Game này thì nó full rồi. Cho nên là mọi người là ăn chơi là mua sắm thẹt ga thôi. Không phải lo gì nhá. Đấy, ví dụ như là mọi người thích vào mua đây.
Ồ, mình nhầm rồi. Mọc tạm này. Bông của mình cũng ngon phết đấy chứ. Đòi nè vào ba cơ mọi người ạ. Đây, đây là trưởng nhá mọi người nhá. Đây là một số bảng trưởng luôn này. Thì mọi người thích bắn gì thì mọi người cộng trưởng vào đây. Mình lại tiếp tục mình đi chiến đấu nào. Cắn đá khá là đau luôn. Đó, mở cái con tài ra này, con này cắn đau phết nhỉ. Ơi này, mày này. Rồi mình nên vào rồi, lắp cái cung vào đây. Đấy, đồ đây. Mọi người thích thì mọi người kẹp nó vào đây nhé. Đó, mọi người thích thì mọi người cầm dao cùng kiếm mọi người kẹp nó vào đây. Kiếm này 5 đam, cái này 8 đam cơ mọi người. Cung này khá là khỏe luôn. Bắn này. Trâu quá nhỉ. Đấy, cái này là hồn ma nhưng mà nó đánh nó bị mít này mọi người. Thỉnh thoảng bắn trúng. Nó như kiểu dạng boss ấy. Dính luôn.
Nói chung là game này hack tiền được không hack tiền được đối với mình không quan trọng. Chơi game không hack tiền mà tự tay mình cày, tự tay kiếm thì nó mới thú vị. Chứ nếu mà cái gì mọi người cũng xài sẵn rồi, mình quen rồi, quen cái kiểu như vậy rồi thì chơi thì sẽ cảm giác nhất là nhanh chán luôn. Cái gì mình phải tự tay mình kiếm được những món đồ mình yêu thích nhất ấy, thì cảm giác chơi game sẽ cực kỳ là hay. Và tóm lại nó tùy thuộc vào mọi người thôi, mọi người nghĩ sao về mình cũng được. Nó cứ game nó cứ không quảng cáo phiền phức là chơi game là cảm giác là thích rồi. Đấy, nhặt được khá rồi đấy, bán hết mấy cái chai nọ này đi thôi, chứ cũng toàn đồ mò không thể làm gì cả. Vừa sắm sửa các cái kia nhưng mà mình lại chơi cái mình lại không dùng. Thôi cứ thế này thôi, còn có tiền thì mua thêm, mua tiền thì cứ chơi vậy. Ủa, có cả súng cao su, có cả lá luôn rồi mọi người, vãi chưa. Nhẫn này, đó, nhẫn đẹp quá, cộng 15, thêm 15% phòng thủ nữa này. Chung là rất là nhiều thứ đồ ở đây mà mình không thể show hết được cho mọi người. Sau này mọi người sẽ đi còn tìm được những đồ truyền thuyết và đấy, cái các cái đồ màu vàng này thì giá nó khá là chát luôn. Nhưng mà mọi người sẽ chắc là phải thoát ra vào lại thì nó mới bung được mod nhé mọi người nha. Chung là nói tóm lại là nó không có quảng cáo, chơi cũng thuê thú lắm rồi. Con này nó nhổ đầu đau phết. Máu mình bị xanh rồi kìa. Bắn mày này, bắn mày này. Bắn. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một đăng ký, một like, một chia sẻ video. Bấm vào hình quả chuông thì mới được tính nhé mọi người nhé, để nhận các cái thông báo mới nhất của kênh mình. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ giúp mình nhé, để mình có động lực mình làm thật nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa. Đôi khi mọi người tìm game không giỏi bằng mình tìm đâu, mình tìm game khá là giỏi đó. Nói chung tất cả những game là đều là chia sẻ lại thôi anh em, chứ còn chả ai mà có sản xuất được game của riêng mình mà chia sẻ thì gọi là bá đạo quá. Đây là tất cả những game này đều là do mọi người ở kênh khác cứ đăng gọi là độc quyền game, nhưng mà cũng đều là chia sẻ hết, chả có ai mà mua được, chả có ai lập trình ra được một game mà gọi là game của riêng bản thân mình cả, đều chia sẻ của nhau hết mọi người nhé. Đấy, chém cực nhanh luôn này. Đấy, skill làm tí máu này, làm tí snip này. Rồi đấy, mình tăng lên đam lên theo phần trăm. Nói chung là kill thì mình chưa biết xài lắm mọi người ơi, kill thì mình còn gà lắm. Đây này,
kill level 3 này thì cộng được cái kill này này. Đấy, mình sẽ cộng kill 9 pot rồi mà. À, đầu tiên là mọi người sẽ phải cộng cái kill đấy thì nó mới lên được cái kill này. Cộng chơi nhá, mình cộng chơi thôi, test thử thôi. Đam này. Đam tăng rộn thế nhỉ. Rồi, ok. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những con game lần sau. Nhớ đăng ký, like, chia sẻ video cho mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.